Con chào các cô chú, con tên là Mai Phương. Được vẽ, được đàn cho mẹ nghe là sở thích của con. Nhưng niềm đam mê lớn nhất của con là bộ môn thể dục nghệ thuật. Đây là một bộ môn có sự liên kết giữa múa và ballet, đòi hỏi các bé vận động viên là phải có sự uyển chuyển, cảm nhận về âm nhạc. Và quan trọng đối với bộ môn này là cần có sự dẻo dai. Thật sự hai mẹ con thì rất là cực. Thì cũng có lúc mình nản và đuối và mình cho bé tạm ngưng. Vì bé cũng yêu thích bộ môn nên mình quay trở lại thì rất là tội nghiệp cho bé, bởi vì bé phải bắt đầu lại từ đầu, từ con số 0. Và để đến ngày hôm nay mà Mai Phương tập được cái tiến độ cùng các bạn thì sự nỗ lực đó phải nói là rất là nhiều. Mai Phương và tụi con cũng tập hàng ngày và hàng tuần. Tụi con tập từ 8 giờ sáng đến 15 giờ chiều. Tụi con thì tập cũng đôi lúc rất là mệt, nhưng tụi con cũng sẽ cố gắng để hoàn thành một bài thi tốt và một bài biểu diễn thật đẹp. Thưa quý vị, cháu nó vừa múa rất là đẹp. Mà chắc cũng không nhiều quý vị khán giả biết, ngày xưa cái môn múa là cái môn sở trường của Diệu Nhi. Diệu Nhi, Diệu Nhi mời lên sân khấu đi hả? Tại vì cái này vừa múa vừa là thể dục nhịp điệu, rồi vừa thể dục dụng cụ nữa đúng không con? Dạ. Yeah. Ngày xưa nói về thể dục dụng cụ và nhào lộn là ngày xưa em đã học mấy năm. Đó, ngày xưa em phải chồng không, bây giờ không cần, bây giờ mình mặc váy không cần đó. À vậy, ngày xưa em có thể xoạc chậm xoạc. Thôi khỏi luôn. Bỏ luôn. Là em có thể làm. Không. Vậy bỏ hết ra. Phải mình đi, mình quăng giày đường chơi. À quăng giày đường thôi. Ừ, nè, con nhìn cô Diệu Nhi nè. Đừng bắt trước nha. Và trong trường sân khấu ngày xưa em họ lại cũng có học múa rồi. Ừ. Nhi ơi, đừng làm mất mặt mọi người nha, bạn bè nha Nhi. Thật sự phải cuốn nó lại. Này múa nhưng phải cuốn chả giò nha Nhi. Gây chưa, gây chưa. À cái đó là bên múa lửa nha, cái đó là bên múa lửa. Dạ xong rồi anh. Dạ xong rồi anh. Có vậy thôi. Thôi em về đi Nhi. Còn nếu như mà về bung lụa thì phải mời Thúy Ngân. Xin mời Thúy Ngân lên bung lụa đi em. Rồi.
Thúy Ngân, ngày xưa em với Thúy Ngân học chung lớp trong trường sân khấu điện ảnh. Đà. Vì vậy sở trường của Thúy Ngân em biết là vừa trồng chuối vừa bung lụa bằng chân. Thể hiện đi, đừng làm mọi người thất vọng nha Ngân. Wow, thấy chưa mọi người, đây thực sự là thần thái. Wow. Đưa bé về đi. Ủa sao vậy mọi người? Không, chú dặn con nè, mình còn nhỏ, cái gì học được, mấy cái tào lao đừng học nha con. Nghe nhớ nha. Rồi con giới thiệu một lần nữa, con tên là gì? Con tên là Phan Mai Phương. Phan Mai Phương. Con ơi, hồi nãy trong cái đoạn VT chú có nghe nói là con phải nghỉ một thời gian, sau đó con tập lại. Thì cái thời gian nghỉ đó là vì lý do gì? Dạ con không biết. Sao con không biết là con nghỉ xong rồi con mới tập lại hả? Con nghỉ khoảng thời gian đó bao lâu rồi con mới tập lại? Con không biết. Con không thích chú anh Đức đúng không? Hình như là ban tổ với biên tập biểu là trả lời không chú biết. Đúng. Không phải, cháu trả lời theo sở thích. Đây nè, trả lời câu này, hỏi câu này trả lời đúng nè. Dạ. Con trong số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, con là số nào? Không biết. Phương, giờ về vô chủ đề nè. Tại vì chú Dũng cũng học nhảy, mà chú biết là học nhảy đó thì nó có đòi hỏi sức cũng dai mà phải sức khỏe cũng nhiều. Mà chú phải nể Phương là tại vì nãy mẹ có trong video clip thấy là Phương là phải đi bằng mũi chân đúng không? Mà mọi người có biết là tập tạ nâng tạ đó, tạ ở ngoài thì mình nghĩ nó có số thì mình nghĩ nâng được, nhưng mà cái khó nhất là nâng chính cái trọng lực của bản thân mình thì đúng, cái đó mới đúng, là cái đúng. Khó nhất. Mà chú thấy Phương đi bằng chân rồi còn nhảy nữa thì luyện tập chắc nhiều lắm ha, mất sức nhiều lắm phải không con? Một tuần nhiều không? Thì cũng không nhiều. Bây giờ chú hỏi con nè, trọng tâm luôn nè, con khỏe không? Không. Con khỏe. Khỏe. Con có biết cô là ai không? Con có biết tên? Ờ hên quá. Cô tên gì? Khả Như. Khả Như. Thôi về về về. Suy sụp. Cô bé này sẽ xếp số 6 cho em. Bây giờ cô hỏi con không cần trả lời, con chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Con phải đúng sự thật nha. Con biết cô này không? Cô này tên gì? Cô này tên gì? Buka. Đừng có hỏi nữa. Cháu nó hỏi nữa. Nó biểu diễn vậy là quá hay rồi. Ừ. Cháu nó chắc cháu này đây là một trong những cháu lớn tuổi và hiểu vấn đề đó nghe, chứ không phải là đang nói mà không biết mình nói gì đâu. Như vậy là 5 phần trình diễn, 5 tài năng đã xuất hiện. Chúng ta đã thấy, đã từng mắt chứng kiến, đã hỏi, đã xem, đã phán đoán. Bây giờ là lúc chúng ta đưa ra quyết định ai là số 1. Bây giờ theo sự quyết định cuối cùng, bé Trí Phong sẽ nằm vào vị trí số 4. Và hai bé kia y chang vậy đó. Y chang vậy luôn. À. Số 1 cười kìa, số 1 cười quá kìa. Và thưa quý vị, đã đến lúc chúng ta công bố kết quả của chương trình. Ai là số 1? Dũng Triệu. Có khả năng là đúng, nhưng sai là chuyện bình thường. Không chính xác. Anh ơi, cái này đặt này nè. Thưa quý vị, như vậy là ở lần sắp xếp thứ 2 họ sắp xếp không đúng, và thậm chí vị trí số 1 cũng không đúng. Thế nên cơ hội mang về 10 triệu đồng cuối cùng cũng không còn nữa. Rất tiếc, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến đội.
Và ngay sau đây là kết quả của chương trình Ai là số 1. Hồng Nghi, Hồng Nghi, Hồng Nghi, Hồng Nghi. Ô, cậu bé nhỏ nhất hả? Sao cậu bé nhỏ nhất không lên kìa? Là ba đứa này, một trong ba đứa này hả? Số 1 là Thục Nghi, số 2 là Thanh Quyên, số 3 là Trọng Phúc, số 4 là Mai Phương và số 5 là Trí Phong. Mình đoán đúng số 5. Mình đoán và thưa quý vị thân mến, chúng tôi đã có một bài test rất rõ ràng để xem ai là người mạnh nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta cùng xem những gì chúng tôi đã làm. Bài kiểm tra thể lực, nội dung: các thí sinh nâng 16kg tạ và hoàn thành quãng đường 48m. Thí sinh nào hoàn thành quãng đường chạy trong thời gian nhanh nhất là người có thể lực tốt nhất. Bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu.